À, xin chào anh em. À, đây sẽ là một video rất nhiều anh em mong chờ đấy. Mình đang có ở đây một hộp CPU Intel Core i9 11900K. À, chúng ta sẽ xét nhanh về phần vỏ hộp nhá. Mỗi một thế hệ i9 chúng ta sẽ có một vỏ hộp khác biệt để tạo ra cái tính đặc trưng của dòng Intel Core i9, tức là cái dòng thuộc phân khúc đắt tiền ấy, phân khúc gọi là HLDT của Intel. Thì thôi, đây là về phần vỏ hộp. Còn phần chính về phần hiệu năng đi, xét riêng về mặt thông số sẽ có rất nhiều bạn chỉ nhìn vào mặt thông số thôi sẽ đánh giá thế hệ thứ 11 là một thế hệ bị thụt lùi. Thì cụ thể thì với CPU Intel Core i9 thế hệ thứ 11 chúng ta sẽ có 8 x 16 luồng, trong khi đấy thế hệ thứ 10 chúng ta lại có 10 x và 20 luồng xử lý, và xung nhịp sẽ đều bằng nhau, đều xung nhịp turbo tối đa khi các bạn chơi ép xung sẽ rơi vào khoảng 5.3 GHz. Mình thì mình thấy không phải như vậy, bởi vì mình đã test thực tế rất là nhiều. Cụ thể ở đây thì Intel đã cải thiện được cái IBC. Cái IBC ở đây nghĩa là gì? Các bạn hãy thử hiểu như này: trên cùng một nhân và cùng một hệ số xung nhịp thì đối với Intel Core i9-11900K, Intel đã cải thiện được 11% hiệu năng. Tức là mặc dù với một số nhân ít hơn, thế nhưng cái hiệu năng tổng thể thậm chí không bị thụt lùi mà còn cải thiện hơn tới 19%. Cụ thể thì 19% nằm ở đâu thì mình sẽ hẹn anh em ở trong video khác. Thì video này thì anh em biết được là cải thiện được 19%. Và một cái điều thứ hai nữa mà Intel đã giải quyết được, đó chính là về vấn đề nhiệt độ cũng như về vấn đề điện năng tiêu thụ. Đối với dòng Intel Core i9 mình test ở năm ngoái, Intel Core i9 10900 thường, chưa phải là 10900K nhé, mới 10900 thường thôi, thì cái mức điện năng tiêu thụ đã rơi khoảng chừng 300W điện. Đó, 300W điện cho một mẫu CPU 10 nhân. Thì ở đây chúng ta đã có một mẫu CPU với xung nhịp vẫn thế, à xung nhịp cao hơn chứ, một hiệu năng được cải thiện hơn. Thế nhưng cái mức điện năng tiêu thụ lại rơi vào khoảng chừng 250W tới 270W. Nên là khi mình đã gọi là stress test bằng RAM 95, tức là cái nặng nhất rồi. Vậy thì để làm được điều đó thì Intel đã thay đổi được một chút về cái cách cấp điện cho CPU. Và vì thế chúng ta đã có một mẫu chipset mới, nhưng chúng ta đã thay đổi về cách cấp điện. Và vì thế chúng ta cầm mẫu bên mới để có thể cấp điện cho CPU một cách tốt hơn. Và khi mà mình có sử dụng tản nhiệt nước tới từ Asus luôn, đây là tản nhiệt nước Asus Strix LC360, thì cái mẫu tản nhiệt nước này đáp ứng hoàn toàn tốt cho nhu cầu sử dụng Intel Core i9 của anh em. Đấy là anh em còn chưa ép xung ấy. Còn đối với anh em nào mà muốn ép xung thì chắc chắn cái mẫu tản nhiệt nước này vẫn có thể đáp ứng tốt được. Và mình sẽ nói thêm một chút về cái lợi thế khi mà Intel đã cải tiến được cái vấn đề điện năng tiêu thụ của CPU. Mình sẽ nói đến cái vấn đề về main. Thì main ở đây, đây các bạn thể nhìn thấy main mình đang có ở đây là Z590 Air Gaming WiFi. Thì cái mẫu main này về mặt hình thức chúng ta sẽ vẫn có được những cái đặc trưng của dòng RGB, những cái logo, những cái đường cắt và những cái ký tự cổ. Đặc biệt LED ARGB là cực kỳ đẹp luôn. LED ARGB được trải đều ở tất cả các nơi. Thứ nhất là khu vực I/O, khu vực chắn những cái cổng kết nối chúng ta có LED ARGB. Ở khu vực khe SSD PCIe 4.0 chúng ta cũng có LED ARGB luôn. Và dĩ nhiên không thể thiếu được, ở khu vực chipset sẽ có một nơi để chúng ta có thể điều chỉnh được LED ARGB nữa. Thì cái mẫu main này chúng ta sẽ có những cái điểm đặc biệt như là hỗ trợ tương thích ngược đối với các mẫu CPU thế hệ thứ 10. Thế nên các bạn nào mà kiểu muốn nâng cấp main ấy thì không phải lo lắng quá nhiều đâu. Về cái một số các công nghệ khác như Intel Optane thì vẫn hỗ trợ NVMe SLI, có này Aura Sync và WiFi 6E. Thì đối với WiFi 6E, nếu như mình nhớ không nhầm thì băng tần hỗ trợ của WiFi 6E sẽ là 3 băng tần: 2.4, 5.0 và 6.0. Thì đối với băng tần lớn như này thì hầu hết các bộ WiFi của Asus bây giờ đều hỗ trợ hết. Các bạn về sử dụng, nói nhỏ tí nhá, bây giờ điện thoại chỉ hỗ trợ 2.4 và 5.0 thôi. Kiểu ông nào bây giờ kiểu cầm điện thoại bắt mất hai băng tần kia rồi, có băng tần 6.0 anh em để chơi game, chả điện thoại là bắt được đâu. Đấy, kiểu hợp lý vãi chưởng. Rồi, bây giờ mình sẽ nói đến cái vấn đề nữa liên quan tới sử dụng hiệu năng tổng thể. Mẫu CPU Intel Core i9 nãy mình đã có nói rồi là tiêu thụ điện năng chỉ rơi khoảng chừng 250 tới 270W thôi. Trong khi đấy một mẫu main như mẫu main Asus Z590 Air Gaming đây có thể cấp khoảng gần 400W hoặc là loanh quanh khoảng 350W. Tức là chúng ta đang còn một khoảng trống rất lớn để anh em có thể ép xung CPU. Và khi mà anh em có thể ép xung được, tức là tay nghề anh em tốt, có thể ép xung được, thì cái hiệu năng cải tiến sẽ không phải là 19% nữa, cũng có thể anh em sẽ cải tiến lên khoảng chừng 30%. Và đó sẽ là một cái để anh em có thể tối ưu được hệ thống của anh em. Cái này thì mình không thể hướng dẫn chi tiết được, bởi vì mỗi người, mỗi mẫu CPU sẽ phụ thuộc vào tay nghề là chủ yếu. Và mình sẽ nói đến cái phần hỗ trợ băng thông. Thì đối với CPU Intel Core i9 thế hệ 11, chúng ta sẽ có tổng cộng là 20 làn PCIe có sẵn ở trong CPU. Thì 20 làn băng thông đây sẽ chia theo 3 cách. Cái đầu tiên phổ biến nhất sẽ là 16 làn cho khu vực GPU và 4 làn dành cho khu vực SSD. Và cách thứ hai đó là 2 băng thông X8, vẫn là 2 băng thông. Nếu như anh em nào thắc mắc về băng thông X8 của PCIe 4.0 như nào
thì hai băng, tức là X8 của PCIe 4.0 sẽ bằng X16 của PCIe 3.0. Đó, anh em biết băng tổng lớn như vậy. Chúng ta sẽ cắm được hai mẫu card đồ họa sẽ sử dụng được PCIe 4.0 và được một SSD 4.0 nữa. Hoặc là một cách nữa, cách này thì hơi kiểu hơi dở một chút, đó chính là anh em sẽ sử dụng một làn PCIe 8 làn PCIe 4.0 dành cho card đồ họa và 3 làn 4.0 dành cho SSD. Cách này thì mình thấy hầu như là mọi người đều không sử dụng được, và anh em muốn tối ưu cũng phải đọc sách dẫn sử dụng tương đối nhiều đấy. Đây chỉ là mình sẽ nói những cái anh em nào đam mê tìm hiểu thì có thể biết được là năm nay Intel đã cải tiến được nhiều tới như nào. Và để đáp ứng được cái nhu cầu đấy thì cái mẫu bộ máy chủ Z590 đây chúng ta sẽ có 3 khu vực lắp SSD M2. Một khu vực bên trên chúng ta sẽ có đây LED ARGB, và bên dưới đây cái thanh dài tương thượng đây sẽ có 2 SSD M2 nữa. Thì mình để có thể test được cái hiệu năng của PCIe 4.0 thì mình đã sử dụng một ổ SSD tới từ Western D. Đây là Western D Black, ổ SSD 1TB PCIe 4.0 luôn. Và tốc độ ghi bên ngoài vỏ hộp anh em có thể nhìn được là up to tới 7000MB trên một giây. Và đầu tiên thì mình sẽ suy nghĩ rằng đây rõ ràng là một cái tốc độ người ta quảng cáo thôi, và mình đã test thực tế luôn. Thì test thực tế thì cái tốc độ có thể đạt được rơi khoảng độ 6960MB trên một giây, tức là gần được như hãng quảng cáo rồi. Và khi bạn copy những cái file nhỏ, copy những file game thì tốc độ như nào, thì mình khi mình đã test tốc độ đấy thì mình đã copy khoảng độ 100GB file game, thì mình đã thấy được là cái tốc độ cao nhất có thể đạt được là 2.5GB trên một giây, và tốc độ thấp nhất sẽ rơi khoảng độ 1.6GB trên một giây. Một tốc độ cũng phải nói là thần sầu luôn. Anh em nào mà đang sử dụng SSD SATA mà chuyển sang cái mẫu SSD này thì phải nói là uầy, kiểu tốc độ thần sầu. Thế còn cái nhiệt độ tỏa ra của SSD là như nào? Khi mà mình copy dữ liệu, tức là mình đã để cho SSD hoạt động gần như tối đa rồi, và mình có cái game, mình có cái win, và mình copy trực tiếp luôn, thì cái nhiệt độ của SSD khi mà được tản nhiệt bằng một cái tấm tản nhiệt của Asus có sẵn đây, nhiệt độ sẽ rơi khoảng chừng 50 độ C. 50 độ C theo như mình thấy mà hoạt động kiểu tối đa mà còn là PCIe 4.0, tốc độ cực kỳ cao, gần như là cao nhất rồi, thì đây sẽ là một trong những cái tốc độ rất tốt để có thể sử dụng. Và cái nhiệt độ tỏa ra kể cả mấy ông bị nhiệt thủ cũng không lo lắng nữa. Và đến một cái thành phần linh kiện nữa cũng nằm trong hệ thống thôi, đó chính là về mẫu card đồ họa. Card đồ họa được mình lựa chọn đây là RTX 3070 Rock Switch. Nói chung ấy là toàn bộ các thành phần linh kiện được mình lựa chọn đây là cực kỳ tối ưu, và toàn bộ sẽ để hỗ trợ PCIe 4.0 để không có hiện tượng kẽn cổ chai. Thì mình đã có thử firmware nhiệt độ của card họa thì uầy, phải nói là mát vãi chưởng luôn. Nếu như anh em nào mà đóng hết kính hay là kiểu phòng quá bí thì cùng lắm nhiệt độ khoảng trên 60 độ C thôi. Còn nếu như anh em chơi game trên phòng điều hòa mà mở kính ra giống như mình để ngó các linh kiện bên trong thì nhiệt độ tỏa ra có thể loanh quanh khoảng chừng chưa tới 60 độ C cho mẫu card họa. Anh em có thể chiến game trên độ phân giải 2K, hầu hết các tựa game trên thị trường hiện tại đều có thể chiến rất tốt. Và đến các thành phần linh kiện khác, nói chung đến phần vỏ cây đi, cái phần vỏ cây này, uầy, vỏ cây của Asus đấy, thì cái mẫu vỏ cây này anh em có thể lựa chọn hai màu, một là cái màu gọi là màu đen trắng với màu xám, và hai đó chính là về màu đen. Cái này phụ thuộc rất nhiều vào cái nhu cầu thực tế sử dụng anh em đam mê cái màu nào. Và cái quạt LED ARGB đây là mình lắp thêm thôi, cái quạt có sẵn của vỏ cây đây sẽ là những quạt không LED ARGB, và đằng trước thì có thể là anh em nhìn kiểu không LED ARGB, cái mặt kính trước là có LED nhá, chẳng qua là do xung quanh đèn mình đổ vào hơi nhiều nên anh em chưa thể nhìn được cái phần LED ARGB đấy. Nếu như bây giờ mình tắt đèn đi thì anh em sẽ nhìn được rất rõ cái khu vực đó. Còn về phần nguồn thì sao? Với mẫu CPU, nếu bạn không ép xung sẽ ăn chừng khoảng 250W, một mẫu card đồ họa sẽ ăn chừng khoảng cũng 250W nữa là 500W. Các bạn cộng thêm 200W của hệ thống nữa thì bộ nguồn tối thiểu được mình lựa chọn sẽ rơi khoảng chừng 750W. Thế nhưng mình sẽ quyết định lựa chọn luôn một bộ nguồn 850W để có thể sử dụng. Còn nếu như anh em nào mà kiểu là thích kiểu chạy đa card đồ họa, muốn về sau cắm thêm mẫu card đồ họa nữa thì có thể cân nhắc lựa chọn bộ nguồn 1200W, kiểu một nguồn to tới từ Asus luôn. Nói chung là bộ hệ sinh thái của Asus bây giờ đầy đủ lắm. Và RAM ở đây được mình lựa chọn đó chính là RAM của băng thông là 3 bus gọi là 3200, bởi vì mẫu CPU Intel Core i9 bây giờ kể các bạn cắm vào đã nhận luôn được 3200 rồi, bởi vì năm ngoái chỉ là 2933 và năm nay là 3200. Và băng thông của RAM sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hiệu năng tổng thể của hệ thống, thì mình đã có làm rất nhiều video mình nói về vấn đề này rồi. Và bây giờ sẽ là phần test hiệu năng cụ thể của hệ thống.
anh em thấy xa về phần test hiệu năng vừa rồi. Và mức giá của bộ PC mình sẽ tiết lộ luôn cho anh em sẽ khoảng 80 triệu đồng. Với 80 triệu đồng các bạn sẽ nhận được một mẫu CPU Intel Core i9 mới nhất của Intel thế hệ thứ 11, hỗ trợ PCIe 4.0, một mẫu card họa RTX 3070 vô cùng mát mẻ cũng đến từ Asus luôn, một mẫu bên hỗ trợ PCIe 4.0 luôn, hỗ trợ đầy đủ và kể cả SSD, một tốc độ phải nói là thần sầu trên thị trường. Vậy thì ý kiến của anh em như nào? Nếu như anh em có 80 triệu đồng thì có chọn mua luôn cái combo này không? Và nếu như anh em chọn mua hoặc anh em muốn trả góp, bởi vì bên mình có chọn trả góp 0% thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để anh em có thể click vào. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.